Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một hai ba, chúc mừng sinh nhật Sophia. Nào qua nào, xin tặng qua nào. Chị nào? Chúc chị Hương. Chị nào? Chị đẹp. Chị đẹp. Em chúc chị Hương xinh đẹp, mạnh khỏe. Thank you. Kiếm được nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền đúng rồi. Chị phải kiếm được nhiều tiền cơ ạ. Chị thật kiếm được nhiều tiền. Và kiếm được nhiều tiền. Xin cảm ơn anh chị. Nào tiếp theo nào. Em xin được đại diện thay mặt vài người. Chính em. Liệt tên, liệt tên, 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 tên. Một phần quà nhỏ nhỏ gửi tặng chị Hương Quách. Chúc chị đã xinh đẹp ngày càng xinh đẹp hơn, xinh đẹp nhất trong những người xinh đẹp. Đấy. Thành công nhiều tiền và đặc biệt là sẽ có người yêu trong năm nay. Em ấy chị. Quan trọng. 3 tuổi chưa có người yêu được. Nhưng 13 tuổi nên là đang tìm kiếm người yêu mọi người nhé. Cảm ơn các em nhé. Đây là món quà của em và anh bảo chị Hương. Cảm ơn tất cả những lời hay đẹp đều gửi gắm tới hết chị Bạch Đọc. Cảm ơn mọi người. Nghe làm gọi nghe nhá, để làm gọi. Chờ tí. Nếu mà bong máu sẽ bị chìm vào trong nền nên không nhìn thấy đâu. Mọi người vứt hết rồi đấy. Một lời những lời. Huy, trả chị Phương nhận đi. Ai đặt cho xong ba đi. Tìm mãi không thấy đâu, rất đồ mày. Em thay mặt tất cả mọi người ở đây, những cái gì tinh túy nhất nó sẽ làm hết ở trong đây rồi. Chị cảm động và cảm nhận tình cảm của mọi người. Em yêu đây chị. Cảm ơn mọi người, rất đây là món quà ý nghĩa nhất của mình. Đúng rồi, tất cả gì nó nằm ở trong đây.